Kính chào các bạn, hôm nay vào buổi sáng em chúc các bạn được nhiều sức khỏe. Đây là em có mặt tại bến đò của xã Sơn Đông và các bạn vào buổi sáng. Cô chú anh chị và các bạn đi làm rất là đông luôn. Và bên đây là xà lan, dòng sông này xà lan này của Đồng Tháp là các bạn. Của Đồng Tháp này bây giờ đi về ở Chợ Gạo nè các bạn. Dòng sông này cũng tránh những xà lan đi về các tỉnh đó các bạn. Đây có một chiếc xà lan hầm chở hàng thô nè các bạn, đi chiếc xà lan này của An Giang và lấy hàng rồi bây giờ đi về hướng Long An về các tỉnh nè các bạn. An Giang mà đi ngang dòng sông này cũng rất là xa luôn. Có một chiếc ghe chở hàng thô nè các bạn. Đây là một chiếc xà lan rất là lớn luôn các bạn, mức nước 3m2. Xà lan này của Vĩnh Long các bạn. Và đây có một chiếc xà lan hầm chở hàng thô nè các bạn, của An Giang luôn, bây giờ đang về ở dưới Chợ Gạo thôi. Dòng sông này tránh lưu thông như Chợ Gạo. Và đây có một chiếc xà lan của Vĩnh Long. Hôm nay vào buổi sáng rất là nhiều xà lan. À, đây là một chiếc xà lan chở thùng hàng container rất là lớn và đẹp luôn các bạn. Xà lan này chở chiều ngang 5 thùng. Dài 5 thùng rất là lớn luôn và đẹp luôn. Xà lan này của Tiền Giang. Hai chiếc xà lan hầm này chở hàng khô trùm hũ rất là kín, rất là nhiều dung ở trên xà lan luôn các bạn. Xà lan của hàng container này rất là lớn luôn, vừa đi ngang của
xương rồng luôn các bạn. Wow, xà lan rất là lớn luôn. Xà lan là màu xanh rất là đẹp luôn. Xà lan này rất là lớn luôn các bạn. Xà lan này mới đóng 2021 rồi các bạn. Xà lan này của Tiền Giang mà. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.